con bé đâu hết rồi? Ở trong dòng nước lũ, thật khó để nhìn thấy một chiến sĩ đang bị kéo theo dòng nước chảy xiết. Trong giây phút sinh tử, với sự giúp đỡ từ đồng đội, chiến sĩ đã được giải cứu thành công. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dân. Hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong lũ lụt nguy hiểm khiến người dân không khỏi xúc động. Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao lên mức báo động. Nhiều đoạn qua địa phận thành phố Lào Cai liên tục xuất hiện các tàu lạ trôi dạt tự do, rất dễ đâm vào cầu, đe dọa đến sự an toàn của giao thông đường thủy. Sáng sớm 10 tháng 9 năm 2024, các chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã ứng trực tại cầu Cốc Lếu tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để kịp thời lai dắt các phương tiện trôi trên sông vào bờ để tránh nguy cơ va vào các dầm cầu và trụ cầu qua sông Hồng. Trong quá trình nỗ lực ngăn không cho một xà lan đang trôi tự do đâm vào cầu Cốc Lếu, một chiến sĩ bộ đội đã bất ngờ bị cuốn theo dây thần ghim xà lan, sau đó cuốn trôi theo dòng nước lũ. Ngay lập tức, đồng đội đã kịp thời cứu được anh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã làm hơn 1.200 ngôi nhà tại tỉnh này bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn. 129 xã bị mất điện, trong đó các huyện Simacai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn. Suốt đêm 9 tháng 9, các lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các địa phương liên tục huy động phương tiện khẩn trương rà soát, tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà bị ngập, đưa đến nơi an toàn, đồng thời chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng, cô lập. Sáng 10 tháng 9 năm 2024, Bộ Quốc phòng chỉ đạo binh chủng công binh phối hợp với quân khu 2 đã khẩn trương khảo sát vị trí, triển khai lắp đặt hệ thống cầu phao quân sự khu vực gần cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 2 và đại diện các đơn vị đã tới khảo sát vị trí lắp cầu phao tại khu vực gần cầu Phong Châu. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 9 tháng 9, hai nhịp cầu Phong Châu thuộc phía đầu huyện Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ bất ngờ đứt gãy đổ sập xuống sông. Thời điểm xảy ra sự cố có nhiều phương tiện đang lưu thông trên cầu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 2 xe máy, 5 ô tô và hơn 10 người đã rơi xuống sông, 3 người được cứu sống, hiện vẫn còn 8 người bị mất tích. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang, phương án tạm thời là làm cầu phao để người dân di chuyển trong thời gian trước mắt. Vì lâu dài, để thay thế cầu Phong Châu phải làm cầu mới do không thể sửa chữa cầu cũ. Cầu Phong Châu là cầu huyết mạch, cần xây cầu mới để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trước đó, năm 2016, cầu Gình là cầu vượt đường sắt qua thành phố Biên Hòa cũng đã bị xà lan đâm sập. Ngành giao thông sau đó đã xây mới cầu Gình trong hơn 3 tháng để đưa vào sử dụng. Cầu Phong Châu vượt sông Hồng nằm ở lý trình km 18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên thuộc huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân thuộc huyện Tam Nông của tỉnh Phú Thọ. Cầu được thi công bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu. Cầu có chiều dài hơn 375m với tổng cộng 8 nhịp, gồm các nhịp dầm bê tông cốt thép và các nhịp dàn thép. Cầu Phong Châu được đưa vào khai thác năm 1995. Thời gian gần đây nhất, cầu được duy tu sửa chữa là vào các năm 2013, 2019 và 2023. Sự cố sập cầu sáng 9 tháng 9 đã kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7. Dọn lên cao vào! Có dã man luôn. Đấy. Còn khoảng độ tầm 2 mét nữa là tràn bờ chỗ mình đứng đây. Kinh khủng luôn. Mênh mông. Sáng 10 tháng 9 năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát bản tin đặc biệt cảnh báo lũ trên sông Hồng và tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Lô, sông Thương và sông Lục Nam. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Thao tại thành phố Lào Cai đang xuống chậm, tại Bảo Hà, tỉnh Yên Bái đang lên, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang, Phú Thọ, sông Cầu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, sông Thương tại Bắc Giang, sông Thái Bình tại Hải Dương, sông Hồng tại Hà Nội, sông Hoàng Long tại Ninh Bình đang lên, sông Lục Nam tại Bắc Giang đang xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ ngày 10 tháng 9 trên các sông như sau.
Trên sông Thao tại Yên Bái là 35,32m trên báo động 3, 3,32m trên mức lũ lịch sử năm 1968, 1,1m. Trên sông Cầu tại Đáp Cầu, 6,12m dưới báo động 3 là 0,18m. Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,65m trên báo động 3, 0,35m. Trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,53m trên báo động 3 là 0,23m. Trên sông Lô tại Tuyên Quang là 26,02m, trên báo động 3 là 0,02m. Tại Vũ Quang là 18,81m, trên báo động 1, 0,51m. Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 3,6m, trên báo động 2 là 0,1m. Trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,07m, trên báo động 2, 0,07m. Trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,02m, dưới báo động 1, 0,48m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử, tại Phú Thọ đạt mức trên báo động 1, lũ trên sông Lô và sông Cầu tiếp tục lên mức báo động 3, sông Thương biến đổi chậm. Sông Thương biến đổi chậm ở mức trên báo động 3, lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên vượt mức báo động 2. Lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên mức báo động 2. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, đạt mức báo động. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà sẽ xuống chậm, tại Yên Bái biến đổi chậm và duy trì trên mức lũ lịch sử, tại Phú Thọ trên mức báo động 1. Lũ trên sông Lô, sông Thương và sông Cầu biến đổi chậm và duy trì ở mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức báo động 3. Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3. Lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục đạt mức báo động 3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, đạt mức báo động 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Hạ Lưu đồng bằng sông Hồng, Thái Bình. Khu vực cửa sông ven biển lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo trong nhiều giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-70mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-20cm, tuyến ngập sâu nhất từ 25-30cm. Dưới đây là lưu ý của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về các tuyến phố có thể ngập trong vài giờ tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành công điện hỏa tốc ứng phó với lũ lớn trên các sông. Để chủ động ứng phó với lũ lớn trên sông, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động ở khu vực bãi sông, trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn.